người lại kênh của mình nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ và giờ sức khỏe nha anh em. Thì à, bữa nay mình làm cái video này tiếp tục chia sẻ đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá koi mới anh em. Thì cái hồ này hơi lớn anh em nha. Hồ này là tổng tính luôn lọc cũng như là bom là tầm 6 khối nha anh em. Thì à, cái này là hồ của anh Trí ở Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh á. Thì bữa nay mình à, cùng với lại mọi người sẽ tìm hiểu cái hệ thống lọc cũng như là mình tham quan hồ cá của anh Trí luôn anh em nha. Toàn bộ cái khung cảnh hồ của anh Trí anh em. À, anh Trí có trồng uh, trầu bà Mấy cái này là giống như mấy cái lưu á mà mình có thể là mình mua hoài mấy cái chỗ mà người ta bán trang trí hồ nông bộ á. Anh em mua về anh em để dành anh em thiết kế thì nhìn nó rất là thẩm mỹ. Cái này thì mình chế nó tự tựa giống như cái ba kia anh em. Ví dụ như anh em có xài ba ki thì anh em xài, cho bơm lên ba kia còn ví dụ như anh em không xài ba kia thì anh em có thể là mua mấy cái luôn này về mình chế để nó tạo cái thẩm mỹ cho cái cảnh quan hồ mình á. Mình thấy đối với lại mấy cái lu mà chế thử kiểu này nè, nhiều anh em sử dụng lắm. Nhìn nó rất là đẹp anh em ha. Đó thì cái này anh trí trang trí để chủ yếu là nó tạo cái khung cảnh hồ mình cho nó đẹp thôi. Ở dưới thì anh trí có để cái oxy anh em. Oxy tích điện. Có nhiều anh em hỏi mình là hồ có nên sử dụng oxy tích điện không thì mình khuyên anh em là nên có nha. Mình để để nó phòng hờ những cái lúc mà cúp điện anh em. Mà có cái để mà mình sử dụng để nó không có bị tình trạng cá nó bị ngợp nó chết anh em thì bây giờ để anh trí sẽ quay cái bộ lọc cho anh em xem luôn nha thì cái này là lọc của anh trí là xây ở dưới cái gầm cầu thang anh em lọc của anh trí thì gồm có ba ngăn anh em nha thì ngăn đầu tiên là anh trí sẽ để là phun chổi phun chổi thì đối với lại những cái hồ mà to đó những cái hồ to mà lọc to thì ngăn lắng lúc nào là mình cũng sử dụng chổi anh em nha và ngăn thứ hai là zimat ngăn thứ ba là mình sử dụng là bơm với lại là đá long vũ với lại là siêu viên nè. đó thì toàn bộ là cái hệ thống lọc hệ thống lọc của anh trí thì xây ở dưới uh, trên cầu thang ấy, cho nên là bắt buộc là mỗi cái ngăn lọc hoặc là ngăn lắng mình sẽ chế một cái ống để mà mình xả nước anh em để nó sẽ dễ dàng trong cái vấn đề vệ sinh hơn thì trong mỗi ngăn thì anh trí điều chế một cái ống để mỗi lần mình vệ sinh ấy. chỉ cần mình trước cái ống lên thôi là nước nó sẽ đi ra vệ sinh nó sẽ dễ dàng hơn Tại vì bộ lọc thì mình làm với chân cầu thang á. Không gian nó cũng tương đối chật hẹp anh em. Thì cái này là lọc là anh uh, bơm thì anh uh, trí xài bơm là 25 000 nha anh em. Tổng uh, hồ của mình luôn là 6 khối. Hồ chánh là 4 khối và lọc là hai khối anh em nha anh trí cũng có chia sẻ với mình này dạo này thì do là dịch á cho nên là cám mua một cái thời gian nó cho ăn thời gian nó hết á cho nên là dạo này anh trí cũng bổ sung cho nó ăn thêm cơm nguội anh em cơm nguội thì mình thấy cũng có nhiều anh em cho cá ăn lắm nha nhưng mà cá coi này được cái là cái giống của nó nó tạp ăn anh em cho nên là à, cơm nguội hay là bánh mì gì là nó cũng ăn hết anh em thì thôi bây giờ để mình tổng hợp lại cái hệ thống lọc hồ của anh trí cho anh em mình nắm luôn ha thì hồ của anh trí là tổng luôn là hồ chính là bốn khối và lọc là hai khối là tổng là sáu khối nha anh em thì ở đây là anh trí đi một hút đáy 90 mươi một hút mặt 60 và một hút lửng 60 anh em nha thì đối với lại cái hút lửng này á, thì tùy theo cái cách mà anh em chế thôi có thể là mình chế hút lửng nhưng mà thí dụ như một cái thời gian nào đó mà mình thấy nó phân đáy á, phân chìm á, mà nó chưa hiệu quả thì mình có thể là, là chuyển từ lửng sang đáy cũng được anh em nha à, còn đối với lại hồ của anh trí thì nước nó rất là trong do cái bộ lọc mình hoạt động nó hiệu quả đó cho nên là anh trí chỉ sử dụng một cái hút đáy 90 thôi một hút mặt 60 và một hút lửng 60 anh em nha tổng ba ống luôn là mình sẽ được kết nối qua bên một cái ngăn lắng thì bên ngăn lắng thì anh Trí sẽ để là full chổi ngay chỗ cái lắng này là anh em nhớ cho mình ha trước khi mà đi vô thông qua bên cái ngăn tiếp theo thì anh em nhớ để một tấm gmat bên cái ngăn lắng của mình để nó hạn chế cái tình trạng mà thí dụ bơm mình to mà cái hút đáy là hút mặt với hút lửng nó cái lực nó mạnh đó nên anh em nó qua nó làm như nước mình bị dội á thì những cái phân cũng như là những cái cặn li ti nó sẽ qua bên cái ngăn lọc thứ hai cho nên là ngay chỗ bên cái ngăn lắng anh em cố gắng để một lớp xi để nó trắng nó giữ phân cũng như là những cái giữ những cái cặn li ti lại để nó tối ưu quá cái hiệu quả của cái ngăn lắng mình luôn anh em nha thì bên ngăn lắng thì anh trí để full chổi nha anh em thì tiếp tục nó sẽ được kết nối qua bên một cái ngăn thứ hai thì cái đối với lại bơm mà 25 000 anh em thì khi mà kết nối ống thông á là ở đây anh trí chỉ sử dụng hai ống 90 thôi thì khi mà sử dụng hai ống 90 là nó cũng đủ cái lực nước qua bên cái ngăn lọc thứ hai thì ngăn thứ hai này thì anh trí để không phải riêng anh trí mà hầu như là mình thấy tất cả những anh em mà hồ lớn á thì ngăn lọc thứ hai thì mình sẽ sử dụng full G-MAT anh em nha thì G-MAT là ngay chỗ này nó vừa lọc tinh luôn vừa lọc tinh mà nó vừa kết hợp tạo vi sinh cho hộ mình đó anh em thì đối với lại những cái hồ lớn á, thì mình sử dụng cái G-MAT full bên cái ngăn thứ hai thì ngay cái chỗ này anh em cố gắng sắp làm như thế nào mà cho nó kín luôn tại vì do hồi nãy cái lọc của anh trí trong cái ngăn cầu thang anh em cho nên là anh trí chia sẻ là đi vô đó quay thì nó cũng rất là khó khăn cho nên là anh trí cũng có nhờ mình mô tả để cho anh em mình dễ hình dung luôn có nghĩa là anh trí sẽ sắp cái gì mát nó full luôn nó full dày bên cái ngăn lọc thứ hai thì ngay chỗ ngăn lọc thứ hai này nó sẽ được kết nối tiếp tục qua hai cái ống 90 uh, thì hai cái chỗ ống 90 này sẽ qua bên ngăn tiếp theo là anh trí để là bơm nhưng mà bên đây anh trí sẽ để thêm vật liệu lọc đó là đá long vũ với lại sứ anh em nha thì đá long vũ thì mình nghe một số anh em mà người ta xài những cái bộ lọc của những hồ lớn người ta nói là đá long vũ lọc nước cũng rất là tốt bên cạnh đó thì anh trí cũng có sử sử dụng thêm xứ nữa đó anh em thì ngay chỗ này thì nó sẽ vừa lọc và nó vừa được bơm mình sẽ bơm lên giống như hồi nãy anh em thấy là mấy cái lu của anh trí đó thì cái đó là chủ yếu là mình bơm lên để tạo cái khung cảnh cái không gian tạo cái cảnh quan nó đẹp cho hồ mình thôi còn chủ yếu là anh trí làm cháy luồn cho cái hồ mình anh em nha thì khi mà nhìn vô thì anh em cũng thấy rồi nước hồ cá luôn chuyển động và nó tạo theo một cái dòng xoáy vòng tròn gọi là ly tâm anh em để cái phân chìm cũng như là những cái cặn li ti nó sẽ được động lại ngay chỗ giữa tâm hồ tại vì ngay cái hồ mà của mình á làm cái kiểu lòng chảo á thì ngay chỗ hút đáy sẽ là thấp nhất anh em nha thì cá của anh trí đây là toàn bộ là cá f 1 nha anh em thì anh trí có chia sẻ là size là tầm từ 30 đến là size lớn nhất là xa 60 nha anh em thì cho nên là cái kiểu mà hồ mà thiết kế với cầu thang này ấy, mình thấy anh em làm cũng rất là nhiều. À, có nhiều anh em thì tận dụng giống như cái clip gần đây nhất hai cái clip á, mình có chia sẻ một cái clip của à, em Khang á là làm với chân cầu thang. Cái đó là cái diện tích không có cho nên là hồ tầm gần một khối thôi. Còn ở đây của anh Trí á là anh Trí tận dụng với cầu thang đó là mình làm cái hệ thống lọc. Còn hồ ở đây là bên ngoài thì hồ chính là bốn khối và lọc là hai khối anh em nha thì anh trí có chia sẻ với lại mình đó, là cái này là hoạt động cũng được gần một năm rồi anh em mấy tháng rồi lúc trước là giống như cũng rất là thích mê cá coi luôn thì giống như cái thời gian gần tết á thì anh trí cũng có kêu thợ về làm nhưng mà như anh em cũng biết rồi gần tết thì hầu như là thợ thầy rồi thì rất là khó khăn người ta cũng lãnh sửa nhà đồ nhiều quá cho nên là anh trí nói là khi mà kêu thợ rồi người ta không nhận nhưng mà lúc đó máu quá giống như thích quá rồi À, cho nên là tự anh trí làm luôn từ cái xây hồ rồi thiết kế lọc tất cả các cái đi ống rồi thiết kế là anh trí đều tự làm luôn thì nói chung là giống như anh em trong kênh của mình rồi ai cũng vậy thôi giống như một khi mà mình đam mê cái máu nó lên tới rồi thì nói là làm liền chứ không có chờ đợi anh em nha thì sẵn đây là mình cũng chia sẻ luôn để được một cái cơ hồ coi mà nó nói chung là nó hoàn thiện luôn điển hình giống như là cái hồ mini của mình nha mình nói thật sự cái hồ của mình đập bốn năm lần rồi đây nè giống như là lúc trước nó mini nó nhỏ lắm rồi sau này mình đập ra mình sửa rồi mình thấy nó chưa đi ống âm mới đầu là mình đi ống nổi sau mình thấy nó không hiệu quả đập đi ống âm rồi đi ống âm rồi mình thấy nó bị thấm rồi này kia đập tiếp tục sửa tổng cộng lại là cỡ bốn lần hơn mình không nhớ nữa cho nên là để mà có một cái hồ hoàn thiện thì chắc chắn là mình cũng phải sửa đi sửa lại rất là nhiều lần nhưng mà ở đây thì anh trí cũng có nói là trước khi xây hồ thì anh trí cũng có nghiên cứu tìm hiểu anh em thì cho nên là khi mà bước vào cái quá trình thi công á là chỉ làm một lần ngọt thôi chứ không có tốn thời gian không có mất thời gian để sửa đi sửa lại cũng như là tốn công á nè thì như anh em cũng thấy là cá của anh trí thì tương đối nó cũng rất là dạng rất là khỏe nhìn rất là đẹp anh em nha cá thì toàn bộ là F1 hết đặc biệt là như nước rất là trong nhưng mà cũng như những cái clip trước mình có chia sẻ với lại anh em á do là cái điện thoại của mình cái cái cái, cái phân phân giải độ phân giải của nó hơi thấp đó. chứ thật sự khi mà cái clip của anh Trí gửi qua cho mình thì nhìn cá rất là đẹp anh em nha à, Mình cũng rất là thích cái kiểu mà trang trí của anh Trí thì à, như anh em cũng thấy rồi anh Trí có sử dụng hàng rào thì tại vì cái đó là hồ à, do là cái độ sâu cũng hơi sâu anh em cho nên là nhà của em bé đó cho nên là xây cái hàng rào để mà à, chắn lại cho nó an toàn thì mình cũng cho anh em một cái lời khuyên luôn à, đam mê nhưng mà an toàn là trên nhất anh em nha Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc cũng như là cái hồ cá của anh trí anh em thì mình cũng chia sẻ đến anh em để anh em nào ví dụ như có muốn xây hồ hoặc là sửa chữa hồ thì anh em có thể là tham khảo cái hệ thống lọc cũng như là cái kiểu cách trang trí hồ của anh Trí anh em nha. Thì à, thôi chắc có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây nha anh em. Thì à, cũng đại diện cho bên kênh đó, anh Trí. Em chúc anh với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi anh Trí nha. Thì cũng như những clip trước thôi anh em. Nếu mà anh em xem video thấy những cái mà mình như là anh Trí chia sẻ mà nó hữu ích á, à, thấy hồ anh Trí đẹp thì anh em nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé Thì anh em nào muốn giao lưu kết nối thì anh em cứ comment bên dưới nha anh em. À, chúc mọi người xem video vui vẻ nhé